Trời ơi, tôi tức anh quá à. Nè, bây giờ ước mơ của tôi từ xưa giờ là lấy một người chồng đẹp trai, giàu có. Bây giờ tôi hạ tiêu chuẩn xuống luôn. Bây giờ nếu mà anh trúng độc đắc á, chấp nhận tôi lấy anh. Chấp nhận hy sinh vì tương lai của con em chúng ta luôn. Hả? Đừng nói xử với tôi như vậy chứ. Anh cứ cho thợ thi công đi. Chậm nhất là ngày mai tôi sẽ thanh toán hết tiền cho anh. Hứa danh dự đó. Em đang gặp khó khăn phải không? Có chuyện gì không? Chút rắc rối nhỏ thôi. Có cần anh giúp đỡ không? Không, tôi lo được. Tùy cô. Dù có phải bán hết tất cả, tôi cũng không để anh coi thường. Giúp mổ tốt quá. Vài ngày nữa là em có thể ăn cháo. Khi nào em mới dán được cái miệng hả anh? 2 tuần nữa. Sau một thời gian, em sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. À, mà bác Năm đâu? Má anh về quê. Nó là nhà cũ. Rồi nhờ hàng xóm bán giùm rẫy bắp. Bán được cái gì thì bán, để phụ cái tiền với anh nữa. Anh đã nói không cần chuyện này rồi mà. Nhưng tốn kém lắm. Nếu như tốn kém á thì anh đã không giúp em. Anh không muốn nghe chuyện này nữa, biết chưa? Châu xin lỗi, tại lúc nãy Châu thấy cửa không có khóa. Châu hứa là Châu đừng có nói với ba Châu nha. Ừ, Châu hứa. Mình đang dồn hết vốn liếng cho một việc làm ăn. Tại ngân hàng có chút trục trặc, nên mình phải bán số trang sức này để lo cho nhà thầu. Vì cần khoảng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Đây là chiếc nhẫn hộp xoàn mà ba Châu đã cầu hôn mình. Lúc đó mình cảm động lắm. Chỉ cần dì nói với ba là được thôi mà. Mình biết là mình có lỗi, nhưng mà không bước qua chặng này là mình có lỗi với bản thân của mình, có lỗi với mẹ của mình. Dì đang kinh doanh hả? Lúc này mình chưa thể nói cho Châu nghe được. Châu học quản trị kinh doanh, dì nói sớm Châu có thể giúp dì được. Còn nữa, số nữ trang này dì nên giữ lại. Có chuyện gì mà anh gọi em tới gấp vậy? Hôm nay ai chọc giận em vậy? Tâm trạng em hôm nay không được vui, tao không nói gì hết. Vậy thì em ngồi xuống đây đi. Anh sẽ cho em xem cái này. Xem xong á, em sẽ vui vẻ lại là em. Gì vậy? Em xem đi. Nói là hôm nay tâm trạng không được vui mà đọc cái gì. Thì em cứ xem đi đã. Trang này nè. Ủa? Đây là bài của em à? Nhưng sao không có tên mà có mã số thôi vậy? À, chuyện nhắn dự thi á, chỉ ghi bằng mã số thôi. Dự thi? Là anh? Chính anh đã gửi dự thi cho em. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn không á, chưa đủ đâu. Anh, chiều nay tới nhà em ăn cơm nha. Không được đâu. Sao? Anh chưa có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ anh chuẩn bị đi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh không muốn gặp ba mặt ba má em hả? Không phải. Không phải là được rồi.
Mà tại sao á kêu anh bất ngờ tới nhà vậy? Thì em muốn cho ba má, anh hai của em biết người yêu của em như thế nào, lo lắng cho em như thế nào, hiểu em như thế nào nữa. Anh thấy chuyện nhỏ mà. Nhưng mà em cảm động lắm. Còn ngổn ngang quá. Một tháng nữa không biết xong kịp không. Bà chủ nhà bà chỉ có cho một tháng để sửa chữa à. Kiểu này là phải tốn thêm mớ tiền nữa. Bà chủ nhà bà có nói là cần cái gì sẽ gọi cho người này. Alo. Dạ, anh có phải là con của bà chủ nhà không ạ? Dạ, tôi có chút chuyện cần gặp anh để thương lượng. Dạ. Dạ, tôi đang ở đây. Dạ, cảm ơn anh. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ớt ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn, con biệt biệt thổi tò té té tò té. Hai con thằng lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Rồi, các em ngồi xuống. À, đây là bạn mới của lớp chúng ta. À, chào bạn một tràng pháo tay đi nào. Rồi, con ngồi xuống chơi với các bạn nha. Chị ơi, chị có quay lại không? Tôi lo cô bé không biết xảy ra sao. Nhưng mà bây giờ tôi yên tâm rồi. Chị yên tâm đi, các em cùng cảnh ngộ, các em sẽ yêu thương nhau mà. Trong này tôi thấy có nhiều nhân viên là người của chính phủ hay tổ chức từ thiện. Đúng rồi, em vào các bé nha. Chị yên tâm chị. Dạ. Rồi, chúng ta hãy hát tặng một bài hát nào. Dạ, một bài hát nào. Dạ, một bài hát nào. Anh Tiến nói đúng. Người tốt, đúng là tốt không có giới hạn. Ủa? Anh đi đâu đây? Ủa? Con là người thuê nhà. Anh là con trai của bà chủ nhà. Đúng là ngẫu nhiên thiệt. Anh là con trai của chị chủ nhà thì tốt quá rồi. Tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Yên tâm, tôi sẽ không có lấy danh nghĩa là hàng xóm mà ép anh đâu. Ba. Dạo trước con có đưa cho anh Triều vài truyện ngắn đọc thử. Anh gửi báo dự thi. Bữa nay được đăng nè. Đâu, đưa má coi. Đây nè. Ủa, sao không thấy ghi tên gì hết vậy? Dạ thưa bác, chuyện ngắn dự thi á, chỉ đăng ký bằng mã số thôi. À, thôi để đây đi, lát má xem sao. Chúc mừng em nha. Giấc mơ văn sĩ á, sắp thành hiện thực rồi. Cảm ơn anh. Nói chuyện nhỏ thì thôi, mà cũng làm ồn mà. Làm sao mà có chi lớn. Con vui là đúng rồi. Sự cố gắng của nó cũng có chút thành công. Thư à, cố lên nha. Dạ. Anh đi đọc truyện thôi, chứ ít khi nào anh viết một câu nào ra hồn lắm. Chuyện ngắn của Thư rất là dễ thương, trong sáng và hồn nhiên như cô ấy vậy đó. Cậu biết cái gì mà cậu nói. Hình như cậu bị mất dạy mà. Ba. Ba đang hỏi chuyện đừng có xen vô. Dạ. Cháu không dạy học nữa là bởi vì cháu có lý do. Bởi vì cậu không đủ tư cách. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi chưa nói xong, không có ai được phát biểu hết. Cậu không đủ tư cách bởi vì cậu á là một người đồng tính. Dạ, con không phải là đồng tính. Tôi hỏi thiệt cậu, giữa hai đứa con của tôi, cậu thật sự quan tâm đứa nào? Đừng có nói là quan tâm tôi đó nha. Cái gì cười? Ba ơi, ba lại sai lệch thông tin nữa rồi. Má chưa nói với ba sao? Nói cái gì? Má bận quá nên má chưa có nói với ba con. Anh đừng có nói bậy. Chuyện nó là như thế này nè. Yeah.
Nè Ngọc. Dạ. Giữ tiền này nè, mai cất vô cặp nè, rồi đi học rồi đóng tiền học cho cô nghe không? Dạ. Coi như là còn có nhiêu đây, mai đi chợ thôi đó. Mẹ mua keo về ăn nha, keo ăn ngon lắm. Thôi đi, chứ không mà đòi ăn trao. Tự nhiên ăn trao khơi khơi rồi mai mốt rủi con tâm con hướng thiện luôn rồi con đòi đi tu, con bỏ mẹ hay sao? Con đi châu Phi chứ không đi tu. Trời ơi, đi châu Phi làm chi? Bây giờ con lo con học cho giỏi đi nè, rồi mai mốt con lớn lên con lấy chồng giàu thiệt giàu, rồi con báo hiếu cho mẹ. Con không lấy chồng đâu. Sao hả? Con phải đi châu Phi. Ồ, mẹ sinh con ra mà con không giống mẹ chút nào hết trơn. Con cũng không giống ba con nữa. Ba con sao có đẹp trai cao ráy như bác Hùng không mẹ? Úi, đừng có nhắc tới hai người này trước mặt mẹ nữa. Một người á thì bỏ mẹ con mình rồi nè, còn một người á hả, lúc nào cũng chọc mẹ tức chết ra mới chịu. Ở vậy biết mai mốt già rồi mẹ sống làm sao? Mẹ bất hạnh quá nha, không biết. Thì mẹ lấy chồng đi. Bây giờ còn trẻ nè, còn ai thèm lấy nữa. Vài năm nữa già rồi đừng có mong. Có người thương, tại cô không chịu thôi chứ. Con đọc trong sách đó có câu nào nói hồng nhan bạc phận vậy? Dạ không, mà cái câu này hay lắm. Câu gì? Làm một việc tốt thì khiến bạn sung sướng hai lần. Thôi đi cô đừng có nói cái chuyện tốt với tôi. Nè, mẹ đi làm cực khổ nè, nuôi con ăn học nè, nuôi con khôn lớn nè, lúc nào con cũng đòi con bỏ mẹ con đi châu Phi hết trơn. Vậy con có tốt với mẹ không? Đừng có giận, ngày mai con sẽ đi bán vé số. Mà không, con sẽ đi bán diêm để kiếm tiền cho mẹ. Gì tự nhiên đi bán diêm? Thì trong sách nói một cô bé nghèo quá phải đi bán diêm. Mà nước mình không có tuyết rơi chứ không, con không chết gì lạnh đâu. Ngày mai con sẽ đi bán cái gì đó để kiếm tiền con ăn, để kiếm tiền cho mẹ. Ngày con ăn một bữa thôi để mẹ đỡ tốn tiền. Mà mẹ đừng bắt con nghỉ học nha mẹ. Mẹ xin lỗi con. Bởi vì mẹ lo quá, cho nên lúc nào mẹ cũng nói tiền hết á. Mẹ giỏi lắm á. Mẹ sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Rồi cái mẹ lo cho con ăn học đàng hoàng. Mốt con lớn lên, con muốn đi châu Phi á, thì con cứ đi. Mẹ khóc hả? Có đâu khóc, đâu khóc. Tụi hai mẹ con làm gì tâm sự đắm đuối vậy? Mẹ con khóc. Vậy không à? Khóc đâu mà khóc. Đúng rồi, mẹ con đâu phải dễ dàng gì mà rơi lệ vậy. Dẻo miệng mà cứng lòng. Lòng gì? Lòng vòng. Lòng vòng là gì? Chứ không phải sao? Cô muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cô cứ lòng vòng hoài à. Thương tôi đó thì nói đại thương tôi đi, để cho hai đứa cùng nhìn chung về một hướng, chăm lo cho bác Ngọc, đúng không? Tối buồn lắm hả? Ừ, cũng buồn. Ngồi đi nghe tôi chửi. Thôi khoan, để tôi kể nghe cái chuyện này xong rồi cô muốn chửi tôi, cô cứ việc. Chuyện gì? Khoan, chờ chút. 2 triệu nè. Ê, dạ, thấy ông ưa lấy tiền, ông dằn mặt tôi lắm à ngang. Cái mặt cô dữ như vậy ai mà dám dằn. Tiền này là nhờ cô chỉ tôi đánh đề trúng được 4 triệu tôi chia cô phân nửa đó. Mới gì chia tôi? Thì cô nhờ cô chỉ nên tôi mới trúng. Ờ ha, thì công của mẹ mà, bà lấy chứ ha con ha, đây. Báo nói đánh đề cờ bạc là thói xấu. Bác chỉ hứa với con một lần này thôi. Mà lâu lâu biết trúng vậy tôi quýnh nhiều nhiều xíu đi, quýnh nhiều trúng nhiều. Trời ơi, gì đâu mà chùm sò. Trời đất ơi, phải nói con hay thiệt á. Sao? Cái gì cô cũng nói được hết à. Trúng con số mấy vậy? À, thì cái số gì bữa nay trúng đó. Là số mấy? Thì cái số bữa nay trúng á. Trời. Chuyện mình gửi mà không thấy đăng. Rồi buổi bây giờ
những đứa chấm thi cho người tài toàn là bất tài. Làm sao hiểu được cái triết lý sâu xa ẩn trong từng câu từng chữ của mình chứ. Em làm cái gì? Anh lại viết sai gì nữa hả? Sao anh làm việc hao giấy quá à? Mặt sau mình cũng có thể sử dụng lại được mà. Đúng là Hà Tiện cứ đàn bà. Anh à, mới nãy anh nói chuyện với cầu Triều hơi thiếu tế nhị đó. Như vậy tôi còn nể mặt đó đó. Sức tôi là muốn tống cổ ra khỏi nhà kìa. Anh muốn mọi người phải tôn trọng mình, mà anh không học được cách tôn trọng người khác. Thư nó mời bạn trai về nhà ăn cơm là muốn mối quan hệ của nó được cha mẹ chấp nhận. Tôi không chấp nhận cái mối quan hệ này. Anh không thích Triều, nhưng ít ra anh cũng phải tôn trọng tình yêu của hai đứa nó chứ. Con nó lớn rồi, nó có quyền tự do quyết định. Ở đâu thì được, ở nhà này thì không. Nhà này phải có lễ giáo, có tôn ti trật tự. Hả? Chồng nói vợ phải nghe, cha mẹ nói con cái phải nghe lời. Cô đừng có dạy con mình cái thói hư thân mất nết nghe chưa. Cô đó, nếu cô còn mê trai đó hả, tôi sẽ tống cổ cô ra đường. Con Thư á hả, tôi nói nó phải nghe. Nếu không á. Nếu không thì sao? Tôi sẽ biết. Bà là giống ngu si, không bao giờ biết thế nào là vừa phải. Nè anh, chồng mới vừa nhường nhịn là đã muốn leo lên đầu ngầu. Nam nữ bình quyền, những lời miệt thị phụ nữ của anh có thể bị bắt ở tù đó. Anh cẩn thận nha. Anh đừng để ý những gì ba em nói nha. Nếu như anh không để ý thì em cũng vui rồi. Dù có khó khăn gì thì ai đó mình cũng cố gắng vượt qua nha. Vậy thôi anh ngủ ngon. Em cũng ngủ đây. Bye bye. Cuộc sống vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Tại sao mình lại thôi mơ ước? Em học sinh vẫn tiếp tục đến trường. Mình sẽ ước tiếp tục ước mơ làm nhân sĩ. Triều sẽ làm được những gì Triều mong muốn. Hôm qua má lại khóc nữa hả? Ba lại làm cho má buồn nữa sao? Má quen rồi. Má cứ chịu đựng, riết rồi thành người hèn. Má không cần ba con yêu má. Má chỉ cần ba con tôn trọng má thôi. Muốn vậy, má phải cho ba thấy giá trị của mình. Con vô dụng quá. Sao lại nói vậy? Nếu như con làm được nhiều tiền, con sẽ đưa má đi ở chỗ khác. Không để má phải sự chịu đau khổ như vậy đâu. Má xinh đẹp, có học thức, tại sao lại phải cam chịu? Má phải cho ba một bài học đi. Nếu như má làm gì, con không trách má chứ? Con luôn ủng hộ má. Lại là người đó tặng má nữa hả? Cứ như là ai biết thì nào má đường. Con tò mò quá. Má nói cho con biết người đó là ai đi.
là chú ấy. Anh Tiến, chào em. Bữa nay đi đâu mà ăn mặc đẹp như vậy? Hôm nay em đi phỏng vấn xin việc. Chịu xin việc rồi sao? Chơi hoài trong khi mọi người làm việc, thật là đáng xấu hổ. Em có nhiều dự định lắm, nhưng mà phải đi kiếm tiền cái đã. Anh chở em một đoạn nha. Em có nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà thấy anh bận quá à. Sẵn sàng thôi. À, em có đem nón bảo hiểm không? Chuẩn bị rồi. Đi. Trời ơi, nóng dưới trời. Quá. Ê, nhỏ nhỏ nhỏ. Đó, cô xin từ giấy giờ qua coi. Nè, còn mày ngàn luôn. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi. Đầu băm hai con rắn, đuôi băm chín ông thần tài. Cái miệng cha hùng linh dữ với ta. Hôm qua mình quýnh đu theo thằng Trải, là hôm nay mình thắng lớn rồi. Cho ly cà phê sữa đá uống coi. Những nay uống sữa nữa là sao? Thì làm mệt quá, cho thêm miếng sữa để bồi dưỡng chứ sao. Ông làm gì mệt, ông làm biến thì có. Đừng có móc họng tôi hoài nha. Mới làm xong chiếc ạc lây cho tay Việt Kiều, mê quá trời quá đất, thưởng thêm cho tôi. Rồi hứa từ nay về sau mà chả quen ai mà chơi ạc lây đó, chả giới thiệu lại cho tôi làm. Không thiệt. Sao tự nhiên nay thì chí thú làm ăn quá vậy? Bây giờ tôi suy nghĩ kỹ lại rồi. Bây giờ mình còn sức, phải ráng tranh thủ làm để kiếm thật nhiều tiền. Dù mình không có xài đi nữa thì mình cũng giúp đỡ được người khác, hiểu không? Nói nghe, nói nghe. Có phần tôi không? Có chứ. Nhưng phải biết điều với tôi nha. Vậy đưa vậy năn nỉ mấy tôi thèm chưa đó. Đấy. Đừng có tè. Đừng có lợi dụng. Tôi nói với ông á, vừa đưa ông vừa năn nỉ tôi, không biết tôi đã thèm chưa nữa, ở đó điều chút. Nè, tôi nói trước nha, bích lòng trước đặng lòng sau. Sao? Từ nay về sau đó, mà thằng cha đàn ông nào mà có tiền lại đây mà bày đặt ngã vô lòng chả là tại sao? Chết với tôi à. Ông dám thách ông á. Bỏ nhạc. Qua quýnh đầu rồi quýnh đuôi à? Cái gì đầu cái gì đuôi? À, thì đầu. Quýnh nhiêu? Thì 100 ngàn. 100 ngàn? Trời, 100 ngàn là trúng 7 triệu mấy lần, sao nói chung ông có 4 triệu? Rồi rồi, vậy là tụi này nó biết ông không biết quýnh nó năng gian ông rồi nè. Chắc tôi qua nói chuyện tụi nó đi. Thôi kệ nó đi. Trời ơi, kệ sao được, 3 triệu mấy lần. Dẹp có bán rồi, đi, dắt tôi đi qua bển. Từ từ. Anh Hùng. Ơ, chẳng chút tôi anh có công chuyện mà cứ gấp qua tôi đi. Ông Hùng. Trời đất ơi. Tiền không gấp mà gái kêu mà gấp làm sao? 3 triệu mấy lần mà. Trời ơi. Chuyện hôm qua tôi nói suy nghĩ tới đâu rồi? Cô nói 2-3 chuyện tôi đâu có nhớ chuyện nào. Thì cái chuyện tôi với anh hợp tác làm ăn đó. Tôi á thì bỏ vốn, anh thì có mặt bằng. Tiệm của mình mà khai trương là bảo đảm hút bạc. Trời, cô nói làm như chắc ăn lắm vậy. Thời buổi này á, ai mà không mê làm đẹp. Nói chi mấy bà, ngay cả mấy ông cũng vậy. Không có tôi à nha. Anh nhà giàu mà suốt ngày cứ tỏ ra dễ mình bình dân. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ quản lý giùm má tôi thôi. Của má anh là cũng như của anh rồi. Bác nó toàn quyền quyết định hết mà. Đành rằng là như vậy. Nhưng tôi chưa biết làm ăn. Hai người này lúc nào cũng rù rì. Bí mật dữ lắm. Nếu tao không nghi ngờ, lúc nào cũng vậy để biểu người ta sao tao nghi. Anh yên tâm đi, cái nghề này tôi làm rồi. Nếu như mà có ế ẩm lắm á, thì cũng quề vốn chứ không có lỗ đâu.
Tôi mà có đủ vốn tôi cũng đâu có nhờ anh Hùng làm gì. Cô nói vậy sao cô không rủ ông xã cô Hùng với cô đi? Anh biết chuyện của tôi với Ben giận cả tháng nay có thèm ngó ngàng gì tới tôi đâu. Bởi vậy tôi nói với anh á, đàn bà bây giờ phải biết lo vốn riêng cho mình thôi, lỡ chồng bỏ lấy gì mà ăn. Thiệt tình, đàn bà cũng có cái nỗi khổ, nhất là một khi một mình ở dậy nuôi con. Anh muốn nói ai? À tôi để tối nay tôi về tôi bàn má tôi, đừng ngày mai tôi trả lời cô liền nghe. Ừ vậy nha. Ừ. Tôi chờ anh á. Ừ, rồi bye. Bị gì đó đẩy vô giá hả? Giá hả mang làm máy. Anh muốn gặp em, uống ly nước nữa nói chuyện với em, có gì đâu bậy bạ mà em từ chối vậy. Vậy ha, hẹn chỗ cũ nha. Rồi. Bữa nay anh đến trễ đó. Anh có chuyện đột xuất. Uống nước đi anh. Cuối tuần này là sinh nhật của ba, em muốn mời anh đến dự. Ừ, cũng được. Anh sẵn cơ hội này mình tuyên bố kết hôn luôn nha. Em hù anh đó hả? Trời, anh nói gì kỳ vậy? Thì mình quen nhau lâu rồi, thì trước sau gì cũng phải có chuyện đó thôi. Anh xin lỗi, hiện tại anh chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Anh còn nhiều việc gia đình chưa giải quyết xong. Chuyện gì? Ví dụ như nhà anh đã cũ, anh cần phải xây sửa lại. Anh à, mình đám cưới rồi, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Anh muốn xây lên mấy tấm cũng được hết á. Cảm ơn em, anh không cần. Mai mốt em về ở đó, cái nhà vậy sao mà ở được. Anh thấy những chuyện gì liên quan đến anh á, em đều tự ý quyết định hết á. Thì trước sau gì mình cũng kết hôn mà. Anh thành thật xin lỗi. Trên đời này không có chuyện gì là chắc ăn cả. Hay là anh để ý người khác rồi? Sao nhìn anh hốc hác quá vậy? Chắc tại anh nhiều việc quá. Ủa còn em, sao mắt em sưng hết trơn vậy? Em khóc hay là mất ngủ? Anh ta lại làm em buồn nữa hả? Không có, chắc tại em mất ngủ thôi à. Còn chuyện anh với Mimi sao rồi? Cũng vậy thôi em à. Nhiều lúc anh muốn nói lời tha thứ cho cổ, muốn quan tâm, muốn chăm sóc cho cổ, mà khi thốt ra lời thì mọi việc đều trái ngược hết em. Chắc có lẽ là anh không vượt qua nỗi tâm lý của anh. Vậy là anh chưa đủ bao dung. Không phải, anh nghĩ là tình yêu giữa anh và Mimi chắc hết rồi em à. Chỉ là anh nhân cơ hội này, anh muốn chia tay với cổ luôn. Anh, Nhã, anh ngày xưa đâu có như vậy đâu. Nhã, 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 em đừng có như vậy. Khó khăn lắm mình mới gặp được nhau, đừng có vì chuyện nhỏ mà giận nhau nha. Chuyện bỏ vợ mà là chuyện nhỏ hả? Vậy chứ không yêu nhau nữa làm sao sống với nhau được em. Nhưng ngoài tình yêu cũng còn tình nghĩa chứ. Em mà còn có con ràng buộc, còn anh là không. Nhưng anh không thể lấy người ta rồi muốn ở thì ở, muốn thôi thì thôi. Thôi, bỏ chị Mimi qua bên đi, đừng có nhắc lại. Nhưng anh với cổ chia tay, em cảm thấy là mình có lỗi. Em không có lỗi gì hết á. Bây giờ còn sớm, mình đi ra ngoài chiều về được không anh? Mời cậu ngồi. Ba cháu đưa bác chai rượu.
Lỗi nha. Tôi không nhớ cậu. Ba cậu là ai vậy? Mới 4 năm mà bác đã quên rồi. Cháu là Nam. Nam. Nam con của anh Trung phải không? Ba cháu với bác uống cà phê mỗi ngày. Nhưng mà sao lúc sau này bác đâu có thấy ba cháu nhắc cháu gì nước đâu. Cháu vừa lấy bằng tiến sĩ là phải quay về đây nhận chức ngay, cho nên chưa kịp báo với mọi người. Uống nước. Cảm ơn bác. Trời ơi, cháu giỏi thiệt. Không phải ai cũng dễ dàng mà được tài trợ đi nước ngoài để học đâu. Uống đi cháu. Tuổi trẻ mà phải cố gắng nhiều thì mới tiến thân được. Biết nghĩ vậy là tốt. Cháu có vợ hay là bạn gái gì chưa? Dạ chưa. Thú thật, hôm nay cháu đến đây là do ý của ba cháu. Ba cháu nói bác có một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, nên anh muốn làm xui với bác. Tưởng là nói chơi, thế ra là không thiệt à. Bác có đứa con gái có tên Thư, là cô giáo, nhưng mà so với cháu thì nó còn vua kém xa lắm. Bác đừng nói vậy. Đối với cháu, chỉ cần một người con gái tốt, có đạo đức, chứ bằng cấp hay tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì. Cháu dư sức làm được những chuyện đó. Con của bác á, thì nhờ bác dạy dỗ tốt, cho nên nó không có thô lỗ như các cô gái thời nay. Công dung ngôn hạnh đồ, lễ nghĩa phép tắc nó đều tốt cả. Hay là chiều mai bác mời con tới nhà ăn cơm, sẵn dịp cho hai đứa gặp nhau luôn. Dạ, cháu sẽ tới. Nhớ nha. Dạ. Bước. Dạ. Em cười nói muốn mỏi miệng luôn à. Bán được một bộ quần áo đúng là trần ai thì. Em cứ tập cho quen đi rồi phụ với anh. Em không thích hợp cái nghề buôn bán này nha. Em xin lỗi, ý của em là em thích hợp với nghề dạy hơn. Không có gì đâu, phải có tố chất đặc biệt á mới buôn bán được. Ủa mà sao lại cho hai cô bán hàng nghỉ hết vậy? Chịu cực một chút để dành dụm tiền cưới vợ chứ. Ai mà cưới anh chứ. Sẽ có ngày thôi, xa tận chân trời, nhưng mà gần ngay trước mặt. Nhưng mà anh cứ ở tiệm hoài thì thời gian đâu mà đi chơi với em nữa. Vài ngày nữa sẽ có người phụ anh, mà người này sẽ dành cho em bất ngờ. Ai nghĩ mà cưới vậy? Rồi em sẽ biết. Em ngồi xuống đi. Em uống nước đi. Anh, mấy cuốn sách đó là gì vậy? À, sách cũ. Anh phải bỏ mấy buổi trưa á, vô nhà sách lựa cho em những cuốn hay nhất đó. Nhiều như vậy làm sao em đọc hết? Anh đã từng nhớ là em muốn mở một thư viện cho lớp, muốn các em học sinh mình thích văn học và đam mê đọc sách. Sao cái gì em nói anh cũng nhớ vậy? Bởi vì lời của em là lời vàng lời ngọc mà. Em thấy xấu hổ quá. Những gì nói ra chưa làm đã bắt anh làm hết cho em rồi. Anh tình nguyện, khó khăn lắm á anh mới kiếm được những cuốn sách này. Đây là cuốn Vô gia đình, túp lều của bác Tom. Chuyện này đáng được thưởng. Vậy à? À, anh có gửi
dự thi tuyển giáo viên, cho nên chuyện này phải đáng thưởng gấp đôi mới được nha. Đi đâu mà tắt điện thoại? Hứa đến ăn cơm với mình. Thái độ vậy? Muốn gì đây? Rồi thích nhất là ăn giò. Cho cháu thêm một cục nữa đi cô. À, chờ xíu nha. Đây, đồ uống của cô. Cậu. Chúc cô cậu ngon miệng nha. Cục giò này á là gân ngon lắm đó nha. Cảm ơn cô. À nè, ăn giò mập lắm đó, cô không sợ sao? Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang lùng quý phái, có gì đâu mà phải sợ. À, được, cô đi phỏng vấn sao rồi? Giỏi như tôi thì làm gì có chuyện rớt. Tuần sau tôi đi làm rồi, bận về dài đây. Chúc mừng nha. Lúc nãy tôi có đi thăm em, tặng cho nó ít quà. Mà chuyện lúc sáng tôi nhờ anh sao rồi? Tôi có đến công an. Thì đúng là gã đó không phải là ba của em. Họ đang liên lạc với gia đình của em ngoài miền Trung á, mà chưa thấy gia đình trả lời. Nếu gia đình không nhận nó thì tôi sẽ nuôi nó. Tự nhiên tôi thấy có sợi dây tình cảm gắn bó nào đó. Mong sao cho cha mẹ không bỏ con của mình. Mà nè, chủ nhật này anh có hay đi chơi không? Tôi thường đi câu cá. Trời ơi, trẻ ăn vậy mà có sở thích như ông già vậy đó. Ủa, bộ cô nhìn tôi còn trẻ lắm hả? Còn, anh còn trẻ hơn tuổi 50 nhiều. Cái gì? Cậu này mà tuổi 50 hả? À, thì ra là hai người giỡn. Mà tôi nói này nha, nhìn cô với cậu á, đẹp đôi lắm á. Giống như là một cặp tình nhân vậy đó. Chứ không phải như cô bữa, đẹp gái mà khó chịu quá à. Cái thằng này á, tài giỏi, đẹp trai mà hiền lành. Để mình ít nhất cũng phải như vậy chứ. Hà.